Theo thông tin từ Ủy ban Châu Âu, từ tháng 7, trái thanh long của Việt Nam tiếp tục bị tăng tần suất kiểm tra khi xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu EU. Nếu không có biện pháp cải thiện, có thể EU tạm dừng nhập khẩu. Hiện tại, trái thanh long của Việt Nam đang bị kiểm tra với tần suất là 20% ngay tại cửa khẩu. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có những lô hàng thanh long bị cảnh báo khi xuất khẩu sang EU để hạn chế nguy cơ tạm dừng nhập khẩu. Lãnh đạo Văn phòng thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, SPS Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp cần tập cập nhật, tuân thủ và hiểu đúng các quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật và các quy định liên quan đến thị trường EU, đặc biệt tăng cường kiểm soát vi sinh vật, kiểm soát mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát thuốc kháng sinh và phụ gia thực phẩm. Chi tiết quy định đối với từng sản phẩm, nhà sản xuất, các doanh nghiệp nên tham khảo chính thức tại cơ quan có thẩm quyền hoặc văn phòng SPS Việt Nam để được hướng dẫn.